một cái quán ông chủ Hàn Quốc bán ra rẻ quá trời quá đất luôn á. Ban chan thì miễn phí, một dĩa thịt nướng chỉ từ giá 59.000, mặt bằng thì rộng ơi là rộng, nhân viên thì chào từ dưới chỗ giữ xe lên tới trên lầu, buôn bán mà rẻ vậy không ra rẻ chứ là gì. Đã vậy còn mướn cái anh cắt thịt đứng trong cái lồng kính á, xong rồi ai đi qua đi lại cũng nhìn hết á, rồi người ta nhìn ảnh chứ ai đâu nhìn thịt làm gì. Chưa đói cái bụng mà đã đói con mắt trước luôn rồi đó nha. Ngắm nghía cũng đủ rồi, bây giờ thì ăn thôi. Tôi mê nhất là cái kim chi cải thảo ở đây, nó làm y xì như Hàn Quốc luôn, không có quá chua, độ mềm thì vừa phải, cuốn với rau sống cộng với thịt nữa thì ta nói ăn phê chứ ê kéo dài luôn á. Cái diễn tả này thì chỉ có đứa nào mê kim chi mới hiểu được lòng nhau thôi. Đầu tiên là mình sẽ thử món canh tương đậu. Đây là cái món truyền thống của Hàn Quốc rồi. Thành phần chính của nó là đậu nành lên men á, nhưng mà ăn rất là thơm và có cay nhẹ tí xíu nha. Theo là 4 phần thịt nướng của tôi, 3 chỉ bò, dẻ sườn bò. 3 chỉ thì mềm mỏng, còn cái dẻ sườn bò hồi ban đầu tưởng là dai dữ lắm, nhưng mà không phải nha. Nướng lên cắt ra ăn ngon ớ là ngon luôn. Tippy nhà mình đang trong quá trình thay răng á nên là ảnh khó ăn thịt dữ lắm, nhưng mà vô đây là ảnh không có bỏ qua cái món thịt nào hết trơn á. Bởi vậy mấy bạn thấy cái độ mềm của nó tới cỡ nào rồi ha. Cái phần này là cái phần mà mình ưng nhất nè. Thịt nạc nọng, nghe thì cứ tưởng mỡ nhiều lắm nhưng mà thật ra là không có mỡ luôn á, ăn giòn giòn sực sực ngon lắm. Còn đây là hành lá kim chi, mình ăn mấy quán nướng rồi á nhưng mà ở đây mới thấy có. Quán này mới mở nên là khuyến mãi nhiều lắm. Bạn nào mà có thích đồ nướng, thích kim chi thì cứ tới đây thử nha. Bao ngon.